tình quê ta, biển khơi vàng hát câu ca ơi rằng ai đã vào đây khó quên những cồn cát trắng. Trong nắng ban mai bao người đan lưới hát vui, súng để cạnh người giữ trời với biển khơi. Đoàn thuyền ra khơi, biển xanh dâng sóng như đón người, mang súng liền vai hát vang câu hò tung lưới. Gió lên đi cho buồm trao nắng sớm mai, giữ biển trời này như là trái tim của tôi. Hò ơi hò khoan tung lưới ra ngoài khơi, hò ơi hò khoan tung lưới ra ngoài khơi, ta bắt con cá nhảy, ta bắt đàn cá bơi. Ơi hò là hò ơi, ơi hò là hò ơi, dù cho tàu bay quân cướp mi vào đây, thì súng này trong tay ta đã sẵn sàng đây. Ta dẫn thành lý thép dày, ta bắn là tan thây. Ơi hò là hò ơi, ơi hò là hò ơi, ơi hò khoan tung lưới ra ngoài khơi, hỏi hò khoan tung lưới ra ngoài khơi, ta bắt con cá nhảy, ta bắt đàn cá bơi. Ơi hò là hò ơi, ơi hò là hò ơi, dù cho tàu bay quân cướp mi vào đây, thì súng này trong tay ta đã sẵn sàng đây. Ta dâng thành lũy thép dày, ta bắn nó tan thây. Ơi hò là hò ơi, ơi hò là hò ơi, ơi hò hò ơi. Quảng Bình hiên ngang, lòng dân son sắt tay súng sẵn sàng, giữ mãi trường sinh vẫn đang tươi màu ngòi mới. Giữ vững quê ta, tổ quốc thiết tha, giữ cả bầu trời tiếng hò ơi quê mẹ ta. Quảng Bình quê mẹ ta chân trời, người thiếu nữ
xuân đã tới quê hương chúng tôi, mía ngọt chè xanh bông trắng lưng đồi, đồng xanh lúa dập dờn biển cả, tiếng ai ru con hồ ru hời, đồng xanh lúa thẳng cánh bay cò những nương chè, dòng sông cuốn dồn về biển cả, lứa thanh niên vui thỏa cuộc đời, mùa xuân tới nguồn sống dâng sục sôi, đất nước tôi Việt Nam dạng em đi về.
mới có ngọt bùi. Nếu ai hỏi vì sao quê hương chúng ta đồng lúa tốt, có nhớ những ngày cơ cực tối tăm ngày xưa. Quảng Bình khoan khoan họ khoan bao mến thương, khoan khoan họ khoan đã mười năm rồi quê ta bao đổi thay rồi. Khoan, khoan. À,
quay cho thầy. Đây thầy thầy thôi thôi thôi, được rồi, thôi thôi thôi. Sau khi đặt lên hương thơm rồi, sư đã phòng kỷ người đoàn cùng kỷ sát sang kỷ hai bên chậu dần để lặng lên đức linh. Chia đôi. Đúng rồi. Báo đặc biệt của di tích lịch sử quốc gia Vân Đồn tiếp tục gửi lời chào tình nguyện, lời thăm sức khỏe và chúc cho buổi đoàn của chúng ta sẽ có một cuộc hẹn với đức liên văn thật là ý nghĩa. Kỷ sát là Nghệ An mảnh đất hữu tình địa danh nhị nhưng mai khắc vĩ Nguyễn Sĩ Nguyễn Xuân Môn Phan Bội Châu Nghệ An quê hương của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, quê hương của cụ tổng bí thư Lê Hồng Phong và của nhiều chiến sĩ cách mạng tiền bối. Có thể nói trong suốt những chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, luôn trong từ khúc cổ nghe là danh từ dùng để chỉ một đoạn đèo dốc chạy giữa hai vách núi hiểm trở. Luôn bột là một đoạn đèo dốc như thế, có độ dài 5 km, nằm trên con đường chiến lược 15A hay còn gọi là đường 30, chạy qua địa phận xã Mỹ Sơn, huyện Công Lương, tỉnh Nghệ An. Đoàn đại biểu đã tề tựu đông đủ trước phần bàn thờ, kính đề nghị đoàn đại biểu ổn định vị trí, chỉnh đốn trang phục để chuẩn bị chương trình buổi lễ. Sau đây buổi lễ xin phép được bắt đầu. Chiến đấu và anh dũng hy sinh từ năm 1964 đến năm 1968. Sau đây xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Giảng Doãn Toàn thay mặt. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí. Tiếp theo, kính đề nghị đoàn chỉnh đốn trang phục để tiến hành giây phút tưởng niệm, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
để tưởng nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Phút mặc niệm bắt đầu. Lễ thành, Ngọc Bình Nguyên Đoàn di chuyển qua nhà bảo tàng để tham quan nhà bảo tàng và xem sa đài điện tử. Sau khi thắp hương xong, những du khách nào có nhu cầu xin tiệc bình an, sức khỏe và may mắn với đất đài gia đình của mình, xin kính mời du khách trở về ban đăng ký để xin. Những du khách nào có nhu cầu xin tiệc bình an, sức khỏe và may mắn với đất đài gia đình của mình, xin kính mời du khách trở về ban đăng ký để xin. Ngày toàn thắng đẹp quá.
niềm tin mãi mãi.